vi thứ tư ngày 5 tháng 4 năm 2017 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý làm gì cũng cần cân nhắc trước sau, đừng để bị hao tán tiền của. Còn các con giáp khác sẽ đón điều gì trong ngày mới? Hãy cùng theo dõi để ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 5 tháng 4 năm 2017. Trong ngày có kiếp tài ảnh hưởng, người tuổi Tý nên giữ chặt túi tiền, chủ tĩnh không chủ động, làm gì cũng cần cân nhắc trước sau, đừng để bị hao tán tiền của. Có tiền cũng đừng khoe khoang, ra ngoài chỉ nên mang theo ít tiền mặt, kẻo bị kẻ gian nhòm ngó, cướp giật, không những mất tiền mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Khi ra ngoài cần kiểm tra khóa cửa kỹ càng, lơ là chút thôi là sẽ bị kẻ trộm đột nhập. Chuyện tình cảm diễn ra không theo ý của bạn, ngũ hành thủy thổ tương khắc khiến bạn cáu giận, chút cơn bực tức sang đối phương. Lẽ ra chuyện không có gì nhưng bạn lại làm quá lên, mọi thứ càng ngày càng rối ren. Tuy nhiên, nếu học cách nhẫn nại, biết đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ tránh xa được những rắc rối này. Con số may mắn 08, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đen, nâu đậm, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Xem bói tử vi, hôm nay tuổi Sửu gặp không ít trở ngại trong công việc. Sửu Tuất hình hại, xuất hiện dấu hiệu xung đột lợi ích, có kẻ tiểu nhân núp trong bóng tối, ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo, kẻ nào trước mặt cũng dùng lời lẽ ngon ngọt, phỉnh nịnh, càng cần phải đề phòng. Để tránh khỏi những xung đột không đáng có, tốt hơn hết, bạn hãy học cách kiềm chế bản thân, không cần phải hơn thua với bất kỳ ai, việc mình làm, việc thiên hạ để thiên hạ lo. Ngày ngũ hành tự hình, chuyện tình cảm, yêu đương của bản mệnh không như lý tưởng. Hai bạn dễ cãi vã, to tiếng vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu trong cuộc sống thường nhật. Người độc thân vướng vào đào hoa dữ, dễ bị kẻ xấu lừa gạt tình cảm chỉ vì tính nhẹ dạ cả tin của mình. Con số may mắn 2, 3, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, be vàng, cam đậm. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Mão, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần có một ngày thứ tư khá vất vả, vừa phải giải quyết nhiều việc, vừa phải lo tranh đấu quyền lực, tranh giành lợi ích cá nhân, dù thực lòng muốn bỏ ngoài tai tất cả, nhưng với bản tính nóng nảy và ngạo mạn của bản mệnh trỗi dậy, có ngăn thế nào cũng không được, cứ như đổ thêm dầu vào lửa. Sự xuất hiện của thực thần gây không ít áp lực cho phương diện công việc, sự nghiệp. Nếu không giữ được bình tĩnh và sự khách quan, rất có thể bạn sẽ vướng vào rắc rối thị phi, nghiêm trọng hơn còn có thể liên quan đến kiện tụng, vừa tốn kém lại mất thời gian. Sức khỏe bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, nhất là khi thời tiết giao mùa, tiềm tàng nhiều dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm. Tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ mắc các bệnh như cảm cúm, đau mắt đỏ, viêm mũi dị ứng. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Sửu. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp. Trong ngày Nhâm Tuất, công việc của người tuổi Mão có nhiều điều ưng ý và thuận lợi. Mão Tuất nhị hợp cục giúp bản mệnh phát huy tư duy sáng tạo, mang tới nhiều điều tốt đẹp. Đồng thời, cục diện này cũng giúp hóa giải những mâu thuẫn trong tình cảm, thúc vượng các mối quan hệ xã giao, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phát triển sự nghiệp. Hôm nay, người làm ăn kinh doanh, mua may bán đắt, thu lời lớn, túi tiền rủng rỉnh, nguồn vốn xoay vòng đều đặn. Muốn đầu tư lớn cũng được thỏa nguyện, dù làm gì đi nữa, hãy vững tin trên con đường mà bạn đã chọn. Những dấu hiệu hiện tại đều chứng tỏ rằng bạn đang đi đúng hướng. Vận trình tình cảm duy trì ở mức bình ổn, không có sóng gió nhưng cũng chưa thực sự có bước thăng cấp đột phá. Tình cảm của người độc thân có chuyển biến tích cực hơn cả, đâu cần phải tìm kiếm xa xôi. Những người bạn tiếp xúc hàng ngày chính là những đối tượng hứa hẹn sẽ mang lại sự bất ngờ cho chính bạn. Con số may mắn 057, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu đậm, xanh lá. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Sửu. Tử vi tuổi Thìn. Thìn Tuất tương xung, ảnh hưởng xấu tới phương diện công việc của người tuổi Thìn. Một số công việc sẽ diễn ra theo kế hoạch, bản mệnh tất bật chạy đôn chạy đáo, lo việc mà hiệu quả không cao, kết quả không như mong muốn. Quan hệ tương xung còn mang về điểm cãi cọ, tranh giành quyền lực, lợi ích cá nhân, nghiêm trọng còn dẫn tới kiện tụng. Một khi những rắc rối cá nhân không được giải quyết triệt để, tinh thần bạn bị ảnh hưởng ít nhiều, hiệu quả công việc giảm sút là điều khó tránh. Ngũ hành tự hình gây trở lực cho vận trình tình cảm. Vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, quan hệ đôi bên dần đi vào bế tắc. Các cặp đôi mới cưới sẽ có những xung đột gay gắt, nếu không ai chịu nhún nhường, e rằng hạnh phúc khó nắm bắt.
con số may mắn 1, 2, 8, giờ tốt 2, 3 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam nhạt, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày, nhìn chung công việc của người tuổi Tỵ diễn ra khá thuận lợi trong ngày hôm nay, được ngũ hành tương sinh hỗ trợ, lại có thêm quý nhân thiên đức giúp sức, mọi việc đều diễn tiến đúng hướng, không phải tất bật quá nhiều mà vẫn đạt kết quả tốt. Ngũ hành hỏa sinh thổ, thổ lại tàng kim, ngụ ý vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sáng, tiền hết rồi lại có, muốn chi tiêu gì cứ thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Nếu tiền bạc rủng rỉnh, ngoài việc giúp đỡ người thân, bạn bè thì lên làm việc thiện, tích thêm phúc đức. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, tình yêu có nhiều cơ hội nở hoa kết trái. Đây là dịp tốt để bạn bày tỏ tình cảm hoặc hóa giải mâu thuẫn với nửa kia. Tuy nhiên, mặt sức khỏe trong ngày lại không tốt. Tỵ hỏa vốn rất dễ nổi cáu, nếu không tiết chế cảm xúc hoặc bị người khác châm chọc, rất dễ bị tổn thương tinh thần, gây hại cho hệ tim mạch. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, tím, xanh lá. Quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Ngọ. Ngày Nhâm Tuất, người tuổi Ngọ lâm tượng tam hợp, tinh thần làm việc phơi phới, cảm giác hăng say vô cùng, làm không biết chán, không biết mệt mỏi, một ngày trôi qua rất nhanh. Tinh thần hăng hái, năng lực làm việc của bản mệnh cũng được phát huy mạnh mẽ, mọi người xung quanh đều không ngớt lời khen, thán phục. Những mâu thuẫn giữa bạn và đồng nghiệp hoặc cấp trên trước đó đã được hóa giải, bạn cảm giác như chút được gánh nặng về tâm lý. Vận trình tình cảm hanh thông, bày tỏ tình cảm hoặc cầu hôn trong ngày rất dễ thành công. Nếu đã ấp ủ tấm chân tình với ai đó từ lâu, bạn nên mạnh dạn tỏ tình. Kết quả cuối cùng không quan trọng bằng cách bạn dám làm, dám chịu. Lưu ý, tình trạng sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu xuống dốc. Đây là điều kiện phù hợp để những chứng bệnh như cảm cúm, viêm họng, nóng trong, thậm chí còn có cả những chứng bệnh nguy hiểm như viêm hạch, dị ứng da, bùng phát, phải hết sức thận trọng. Con số may mắn 2, 6, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Dần, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Khác với tử vi ngày 4 tháng 4 năm 2017, hôm nay vận trình của người tuổi Mùi không lý tưởng. Mùi Tuất hình hại khiến tâm tính của bạn thay đổi thất thường, bạn tự tin thái quá, nói năng không kiêng nể ai, rất dễ chuốc họa vào thân. Rất có thể trong ngày bạn gặp phải rắc rối với đối tác, khách hàng khó tính, tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho bạn. Lúc này sự tự tin thái quá càng khiến cho mọi người dễ trở nên khó chịu. Hãy bình tĩnh và thật tỉnh táo, kẻo sẽ lỡ bỏ những hợp đồng béo bở. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo ý của bạn, nhất là với những cặp đôi yêu xa. Có rất nhiều điều ngăn cản, nhưng bạn nên tin rằng tình yêu đích thực sẽ chiến thắng tất cả. Con số may mắn 2, 8, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, be vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày, Thân Kim được Tuất thổ dưỡng, tiềm tàng tài lộc, mang tới những tín hiệu khả quan về tài chính. Con đường kiếm tiền làm giàu của bạn không còn quá nhiều chông gai như trước. Tình hình kinh doanh buôn bán khá lý tưởng, đầu ngày đã có dấu hiệu buôn may bán đắt, cuối ngày thu về lợi nhuận khả quan. Người làm công ăn lương, công việc nhàn hạ, có thể ký kết thành công hợp đồng giá trị, được hưởng hoa hồng, lợi nhuận từ đó. Trải qua thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, đến giờ tuổi Thân đã hoàn toàn tự chủ, độc lập, thậm chí có thể dùng chính kỹ năng của bản thân để đào tạo, hướng dẫn cho thế hệ sau. Những lúc bình thường, bản mệnh tỏ ra khá bất cần, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, tập trung tinh lực vào việc gì đó, việc ấy chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Con số may mắn 1, 3, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi ngày 5 tháng 4 năm 2017, quan hệ Dậu Tuất tương hại, mang điểm đố kỵ tài năng, tranh giành quyền lực. Tuổi Dậu có một ngày khá vất vả, muốn một mình yên thân mà cũng không được, luôn bị kẻ xấu tìm cách quấy nhiễu phá đám. Trong kinh doanh, hợp tác làm ăn, tuổi Dậu rất dễ bị lợi dụng vì sự cả tin của mình. Bạn hành sự dứt khoát, quyết đoán nhưng lại không hề có tâm lý đề phòng kẻ xấu, tới lúc phát hiện ra thì mọi thứ đã muộn. Tốt hơn hết, cần cẩn thận trong khi hợp tác với những người tuổi Mão và Tuất, tránh những mâu thuẫn phát sinh về sau liên quan đến việc chia chác lợi nhuận.
Vận trình tình cảm hòa hài hòa, tình yêu lứa đôi cũng chính là liều thuốc tinh thần giúp bản mệnh bình tĩnh để xử lý mọi việc. Đối phương thuộc tuýp người biết quan tâm, chia sẻ, chăm lo cho gia đình. Vì thế, bạn có nhiều thời gian để tập trung phấn đấu trong sự nghiệp. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Thìn, Ngọ. Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày Tuất Thổ tự hình, suy nghĩ của người tuổi Tuất bi quan và khá bế tắc. Với những ai đang cần phải cho ra ý tưởng sáng tạo hay đề xuất mới, quả thực hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Tâm trạng buồn bực, nhiều chuyện muộn phiền cứ vây lấy bạn, càng ngồi một chỗ trong văn phòng càng cảm thấy bí bách. Tốt hơn hết nên ra ngoài hít thở không khí trong lành để có thể tìm lại nguồn cảm hứng trong công việc. Chuyện tình cảm của bản mệnh chưa đâu vào đâu, nói ra thì có hàng loạt vấn đề phải cân nhắc trước sau. Hôm nay bạn chỉ muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể thư giãn, không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Người độc thân cũng không ngoại lệ, đang xoay vòng với các mối quan hệ phức tạp, chưa thể chọn được đối tượng ưng ý. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, be vàng, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Hợi. Được thiên ấn, lâm mệnh trợ giúp, tinh thần làm việc của người tuổi Hợi dâng cao, bản mệnh có chí tiến thủ đấy, có tham vọng đấy, nhưng ngặt một nỗi lại thiếu kiên nhẫn, cả thèm chóng chán, làm việc tùy hứng, lúc thích lên thì hăng say miệt mài, khi chán rồi lại vội bỏ cuộc giữa chừng. Hãy nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bởi điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả công việc cũng như cách mà bạn tạo dựng lối sống riêng cho mình. Vui vẻ, hạnh phúc hay không là trong suy nghĩ của mỗi người. Nếu suy nghĩ theo hướng lạc quan tích cực, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngũ hành thủy thổ tương khắc gây ức chế cho chuyện tình cảm. Tuổi Hợi vốn dĩ hài hòa, thích sự bình yên, nhưng đôi lúc lại cư xử cứng nhắc, bảo thủ khiến không ít người xung quanh không hài lòng. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen xanh, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Mùi, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tử vi của lịch ngày tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.